32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Đức Phật. Chi tiết 32 tướng tốt của Đức Phật theo kinh điển Phật giáo. Không phải thấy 32 tướng tốt của Phật là có thể thấy được Phật, bởi vì chính cái thần tứ đại của Đức Phật cũng là giả tướng và tan rã theo thời gian, thì làm sao mà gọi là Phật cho được. Quan điểm của Phật giáo về tướng thế nào là tốt? 1. Túc hạ an bình lập tướng, tức tướng an ổn và bằng phẳng ở bàn chân Phật. Dưới bàn chân của Đức Thế Tôn có tướng bằng phẳng đầy đặn, thật khéo an trụ như cái hộp ấn. Nó thản nhiên, tùy theo chỗ cao thấp, nồng cạn, chạm đến đụng vào đều tự cân bằng chính xác. Đó là tướng thứ nhất, không bị bẻ lật hay trẹo hụt vấp váp. 2. Thiên phúc luân tướng, tức thiên phúc võng cốc, còn gọi nhị luân tướng. Dưới bàn chân có tướng bánh xe ngàn cầm, rất tươi thắm. Dưới mặt bằng hai chân của Thế Tôn có hình bánh xe tròn ngàn cầm, tên là thiên phúc luân. Các đường văn ấy đều phân minh rõ ràng, tròn trặn đầy đủ. Đó là thứ hai. Hai bánh xe có ngàn bánh xe tròn là tướng thổi phục ác ma oán địch, chiếu phá ngu si của vô minh, gọi đúng là thủ túc luân tướng. Lòng bàn chân có hiện tướng thiên phúc luân của Phật, có hình hai bánh xe chuyển pháp luân ngàn cầm. Tướng vi diệu này có khi không hiện ở hai bàn chân thì lại hiện nơi hai bàn tay. Vì trải qua nhiều đời quá khứ, Phật đã vì cha, mẹ, vì thầy, bạn và tất cả chúng sanh bùn bà khắp chỗ, khắp trong bà cõi, đã làm việc bố thí, cúng dường, cứu độ, nên biểu thị cái tướng pháp luân ấn này. 3. Trường chỉ tướng hay chỉ tiêm trường tướng. Các ngón tay chân của Đức Thế Tôn thon dài mềm mại, dịu mềm hơn tất cả, như lụa đâu la miên. Đó là tướng tốt thứ ba. Trường chỉ tướng chỉ tiêm trường đoạn trực thứ đệ dung hảo chỉ tiết sam sai, tức đầu ngón và các ngón tay chân của Thế Tôn tròn búp thứ lớp thật đẹp, ngón tay dài lóng đốt thẳng nhau. 4. Mang võng tướng, tướng mạng lưới mềm. Mỗi kẽ ngón tay chân của Thế Tôn có lớp da mỏng như mạng lưới, mịn tở như lụa lâu la miên của trời Đế Thích, có nét vẽ màu vàng kim. Đó tốt thứ tư. Khi xếp tay lại thì tựa như biến mất, không thấy nếp nhăn của màn võng. 5. Thủ túc chỉ viên mãn tiềm tướng, các ngón tay chân tròn búp thon đầy. Các ngón tay và ngón chân của Đấng Thế Tôn tròn mịn, bùm búp, thon dài và đầy đặn, càng nhìn càng ưa mến. Đó là thứ năm. Thủ túc chỉ mang võng tướng như nhạn vương trương chỉ tắc hiện, bất trương tắc bất hiện, tức tướng mạng lưới ở giữa kẽ tay chân, có xẻ tay thì mới có, không xẻ tay thì không có hiện. 6. Gót chân tròn đầy, tốt thắng hơn cả cõi hữu tình. Gót chân của Thế Tôn dài rộng tròn đầy, tướng vuông tròn của mu bàn chân thật đặc biệt hơn tất cả chúng sinh trong cõi hữu tình. 7. Mu bàn chân nổi cao đầy đặn, mềm mại tương xứng với gót. Mu bàn chân của Đức Thế Tôn nổi cao đầy đặn, mềm mại cùng với gót chân tương xứng nhau, thật là kỳ diệu. Đó là tướng tốt thứ bảy. Tướng mu bàn chân cao đầy, khi chân trước giáp đất, dấu không rộng không hẹp, màu sắc dưới chân như hoa sen đỏ, lưới dưới kẽ chân màu sắc như san hô, móng chân trong sáng như đồng đỏ, màu sắc trên mu bàn chân in như vàng ròng, màu của lông trong xanh như lưu ly, cực kỳ xinh đẹp, như xen nhiều các bảo vật để chung vào trang sức. 8. Đùi vế thon tròn, chân dài. Hai đùi vế của Thế Tôn tròn chính, thon đẹp, như đùi của Lộc Vương
lịch nê tả tiền, đó là thứ 8. 9. Đức thẳng bàn tay úp lên đầu gối. Hai cánh tay của Thế Tôn thẳng dài tròn đầy, đứng đưa tay duỗi xuống, bàn tay ngang và thoa lên đầu gối, đó là tướng tốt thứ 9. 10. Âm tàng tướng. Âm tàng tướng của Thế Tôn ẩn kín, tựa như lòng chúa tượng mã, đó là tướng tốt thứ 10. 11. Lông tươi mướt màu xanh. Mỗi lỗ chân lông mọc một lông trên thân Thế Tôn, tươi nhuận mềm mại, với một màu xanh mướt đều, xếp về phía bên phải, đó là tướng tốt thứ 11. Mỗi lỗ chân lông chỉ xanh một sợi lông, lông màu xanh lóng lánh như màu của ốc cừ, lông xoay tròn về hướng phải. 12. Thân kim sắc, lông tóc xanh biếc. Các đầu lông tóc của Thế Tôn đều mềm mại, màu xanh biếc như lưu ly xanh và cùng hướng lên xoay về bên phải. Toàn thân màu vàng ròng, ngắm nhìn rất ưa thích, đó là thứ 12. 13. Da mịn không dính bụi. Làn da trên thân thể của Thế Tôn mịn màng tươi nhuận, các chất nước bẩn bụi bặm đều không thể đọng dính trên da, đó là tướng thứ 13. 14. Thân sáng chói như vàng diêm phù đàn. Trên làn da toàn thân của Thế Tôn màu vàng ròng lóng lánh sáng rỡ, trông đẹp như đài vàng diệu kim. Các nhóm báu lại để trang nghiêm, các chúng trong cõi nhân thiên đều ưa thích nhìn ngắm và sinh tâm an lạc, đó là tướng tốt thứ 14. Kim sắc tướng phải so sánh như thế nào? Luận đáp rằng, nếu đem sắt để sánh với vàng thì màu của sắt sẽ không hiện rõ. Này đem vàng cõi thế để so sánh với màu vàng kim tướng của Phật thì màu vàng cõi thế không tỏ hiện. Và cứ thế so sánh vàng của Diêm Phù Na, vàng trong biển lớn của vua Chuyển Luân, vàng của núi Tu Di, vàng anh lạc của cõi trời 33, vàng của Diệm Ma Thiên, vàng của Đầu Xuất Đà Thiên, vàng của Tha Hóa Tự Tại Thiên, tất cả các vàng vô lượng quý giá sáng chói đó đều không sánh với màu vàng của thân Bồ Tát. Như vậy đó là màu vàng của kim sắc tướng. 15. Bảy chỗ đều đầy đặn. Hai chân, hai bàn tay, cổ và vai của Phật, bảy chỗ này đều đầy đặn, là thứ 15. 16. Kiên đảnh thật thù diệu. Trán và vai của Thế Tôn tròn đầy, thật là đặc thù mầu nhiệm, đó là thứ 16. 17. Sứ Long Mãn Tướng. Chỗ hùng nách của Thế Tôn thật khác thường vì rất đầy, đó là thứ 17. 18. Dung nghi đoan chánh. Dung nhan và nghi cách của Thế Tôn đoan chánh viên mãn, đó là 18. 19. Thân tướng trang nghiêm. Thân tướng của Thế Tôn to lớn nghiêm chỉnh và ngay thẳng và thật cân đối, đó là 19. 20. Thân tướng hảo mãn như Nặc Câu Đà. Dung mạo và thể tướng của Thế Tôn các bề cao rộng, tỷ lệ thật cân đối, toàn chu vi thể lượng tròn đầy hảo mãn, tợ như cây liễu. Nặc Cù Đà, loại cây mềm cao to, tàn cây rộng mát. Diadagoda, chỉ có ở Ấn mới có, còn có tên Ni Câu Đà, vân vân. Đó là 20. 21. Hàm ức uy dung quảng đại. Phần trên thân của Thế Tôn từ ngực đến cằm vóc dáng nở rộng, dung nghi uy dũng như sư tử vương, là 21. 22. Thân sáng chói. Vầng ánh sáng chung quanh đầu mặt của Thế Tôn thường sáng là một tầm, tức một trượng, là tướng 22. 23. 40 răng trong trắng. Hàm răng của Thế Tôn đủ 40 cái, bằng đều không so le, xít kín nhau, chân sâu và trong trắng như ngọc kha tuyết, đó là 23. Tướng 24 là nói về răng. Thế Tôn có 40 cái răng, không nhiều và cũng không ít đối với con người. Con người có 32 cái răng, xương hơn 300, 9 xương đầu. Bồ Tát răng 40, xương đầu chỉ có 1.
Bồ Tát xương răng nhiều, xương đầu ít. Còn con người thì xương răng ít, xương đầu nhiều. Do vậy nên Bồ Tát khác với thường nhân. 24. Răng và bốn răng cửa đều trong suốt. Bốn răng cửa của Thế Tôn trắng tươi và bén nhọn là 24. 25. Cổ có mạch hầu biến chất ăn thành thượng vị. Tất cả hương vị khi đến với Thế Tôn đều trở thành thượng vị. Sở dĩ có như vậy vì ngay nơi hầu mạch, tức mạch tại cổ, có công năng dẫn thẳng đến các mạch chi tiết của toàn thân. Các bệnh đàm ấm, phong nhiệt đều bị vô hiệu với cơ thân của Thế Tôn. Cơ thể miễn nhiễm tuyệt vời đó làm tiêu hoại tất cả sự xâm tổn đến các mạch nổi chìm, co giãn trong thân của Ngài. Đó là 25. 26. Lưỡi che trùm cả mặt. Tướng lưỡi của Thế Tôn trong sạch, dài, rộng và mỏng. Công năng của lưỡi có thể che trùm cả mặt cho đến mé tóc trán và đến mang tai. Đó là 26. 27. Tiếng nói âm vang trong suốt như tần giả âm. Phạm âm từ vận giọng nói của Thế Tôn lan rộng, hòa nhã, dịu dàng. Bất luận thính chúng nhiều ít, xa gần độ nghe được đều bình đẳng giống nhau. Chấn âm của giọng như tiếng trống trời, điệu uyển chuyển của thanh âm mềm như tần giả thinh, giống chim nói pháp cõi tịnh độ. 28. Lông mi xanh biếc, dày và thẳng. Đôi chân mày trên đôi mắt của Thế Tôn màu xanh biếc, sậm, long lánh, xếp lớp nằm nghiêng, chỉnh tề không rối. 29. Đôi mắt trong xanh ngời sáng. Đôi trong mắt của Thế Tôn, phần trắng trắng tươi, phần đen thì xanh đậm, trong xanh tươi trắng phần mình, chỗ giáp màu hơi ửng hồng là 29. 30. Mặt tròn sáng như vầng trăng tròn. Khuôn mặt của Thế Tôn tròn sáng như trăng đầy, chân mày cong như cánh cung của trời thiên đế là thứ 30. 31. Tướng bạch ngọc hào. Khoảng giữa hai chân mày của Thế Tôn có tướng bạch hào, nhúm lông trắng này xoay tròn về phía hữu, mềm mại như tơ đỗ la miền, tức tơ cõi trời, tươi trắng sáng suốt như ngọc kha tuyết là 31. 32. Khuôn trán như ô sắc nị ca. Khoảng giữa chót trán đến đỉnh đầu của Thế Tôn nổi lên một cục tròn gọi là ô sắc nị ca, tức nhục kế. Nơi đây cũng là đảnh tướng, tựa như thiên bảo cái. Đó là tướng thứ 32. Mặc dầu chúng ta thấy 32 tướng tốt của Phật thì chưa phải là chúng ta thấy được Phật. Bởi vì chỉ khi nào chúng ta thấy Phật tâm thanh tịnh thì lúc đó chúng ta mới thấy được Phật. Nhưng ở đời chúng ta chỉ rong ruổi chạy theo giả tướng để tìm Phật bên ngoài mà không biết tìm Phật thật ở trong tâm của chúng ta. Vì thế cổ nhân có nói rằng Phật trong nhà không thờ mà đi thờ Thích Ca ngoài đường là vậy. Một ngày kia Phật hỏi: Tu Bồ Đề, ông có thể thấy 32 tướng tốt của ta đây thì ông có thể thấy được Phật không? Tu Bồ Đề thưa: Đúng như vậy, thấy được 32 tướng tốt của Phật là thấy được Phật. Phật lại dạy: Ông hiểu lầm rồi, nếu thấy 32 tướng tốt của ta đây mà ông cho là thấy được Phật thì vua Truyền Luân Thánh Vương cũng có đủ 32 tướng tốt như ta. Như thế thì vua Truyền Luân Thánh Vương cũng là Phật hay sao? Không phải thấy 32 tướng tốt của Phật là có thể thấy được Phật, bởi vì chính cái thân tứ đại của Đức Phật cũng là giả tướng và tan rã theo thời gian, thì làm sao mà gọi là Phật cho được? Chúng ta phải lìa xa tất cả các vô minh vọng chấp thì chân tâm hay Phật tánh sẽ hiện ra. Đây mới chính là thấy được Phật vậy. Giáo pháp của Đức Phật được chia ra làm 3 thời kỳ. 1. Chánh pháp khoảng 1.000 năm. 2. Tưởng pháp thì mường tưởng như là chánh pháp có khoảng 1.000 năm. 3. Mạt pháp khoảng 10.000 năm. Do đó, chúng ta hiện đang sống trong thời mạt pháp. Chi tiết 80 vẻ đẹp của thân tướng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bát thập trùng hảo. Tiếng Việt 80 vẻ đẹp.
cũng được gọi là bát thập tùy hảo, bát thập tùy hình hảo, bát thập vi diệu trùng hảo, bát thập trùng tiểu tướng, trúng hảo bát thập trương. Các khái niệm ấy là 80 vẻ đẹp phụ trên thân của một vị Phật. Tương truyền các tướng tốt này cần phải tu hành 100 đại kiếp mới đạt được. Bản liệt kê 80 vẻ đẹp này không thấy ghi trong các kinh văn nguyên thủy, nhưng rất thường thấy đề cập trong tiểu sử của Phật và các kinh văn đại thừa. Có lẽ nó có xuất xứ từ các đại biểu của thuyết nhất thiết hữu bộ, nhưng nó lại được sử dụng thường xuyên trong văn học đại thừa. Kinh văn đầu tiên liệt kê đầy đủ 80 vẻ đẹp có lẽ được tìm thấy trong Phật bản Hạnh Tập Kinh, là bản ghi lịch sử Đức Phật trọn vẹn nhất trong Hán Tạng. Theo các nhà nghiên cứu Phật giáo, phân tích tỉ mỉ những vẻ đẹp ấy đã làm trang nghiêm thân thể ứng hóa của Đức Thế Tôn, khiến cho chúng sinh thấy đem lòng tôn kính và hoan lạc. 80 vẻ đẹp này dựa theo 32 tướng tốt mà hiện ra, nên gọi là trùng hảo hoặc tùy hảo. Tuy nhiên, mỗi từ điển đều nêu đủ 80 nét tốt đẹp của Đức Phật, nhưng sắp xếp không theo thứ tự và không trùng nhau. Ngay trong một từ điển lại có nét trùng nhau, bên cạnh đó, giữa các từ điển lại có nhiều nét khác nhau. Vì thế, nếu tổng hợp đầy đủ thì xếp vượt số 80 khá nhiều. Ở đây, nếu dựa theo Phật học từ điển Đoàn Trung Còn Sài Gòn năm 1966 và từ điển Phật học Hán Việt Phân viện Nghiên cứu Phật học Hà Nội 1992, chúng ta có thể đi từ cái chung đến cái riêng với số 80 vẻ đẹp mà chúng sanh có thể nhận thấy ở thân tướng Đức Phật. Những vẻ đẹp hiếm có của thân tướng Đức Phật theo kinh điển Phật giáo. 1. Tướng quý nhất của Đức Phật là chữ vạn ở ngực. 2. Thân mình tỏa hào quang dài một trượng. 3. Khi đi có hào quang chiếu trên thân. 4. Dáng điệu, dung mạo, cử chỉ như sư tử. 5. Đi đứng đằm thắm, oai nghiêm như voi chúa. 6. Tướng đi như ngỗng chúa. 7. Dung mạo ngay chính, không lệch lạc. 8. Hình thể tốt đẹp đủ đều. 9. Khi trở mình xoay người như voi chúa. 10. Thân không vật gì làm lu mờ hoặc lem luốc được. 11. Mọi thành phần cơ thể đều đầy đủ và hoàn thiện. 12. Thân trì trọng không khuynh động. 13. Thân mình cao lớn rắn chắc. 14. Coi chúng sinh bình đẳng như nhau. 15. Tuần tự ứng với nhân duyên mà thuyết pháp. 16. Thuyết pháp chẳng chấp trước. 17. Tùy theo ngôn ngữ của chúng sinh mà thuyết pháp. 18. Âm thanh tùy theo chúng sinh chẳng tăng chẳng giảm. 19. Pháp âm ứng với thanh của chúng sinh. 20. Tiếng nói vang trầm. 21. Thân trong sạch mềm mại không cong vẹo. 22. Thân bóng bẩy mượt mà không uốn éo. 23. Trụ xứ yên không động. 24. Oai trấn hết thảy. 25. Mọi chúng sinh thấy đều vui mừng. 26. Chẳng khinh chúng sinh. 27. Chúng sinh có ác tâm khi thấy ngài cũng đều hòa nhã vui vẻ. 28. Chúng sinh ngắm thân tướng Phật mà chẳng thể ngắm hết. 29. Chúng sinh ngắm mãi không chán. 30. Nói năng hòa nhã vui vẻ với chúng sinh đúng theo ý thích họ. 31. Khi đi chân cách mặt đất 4 tấc và hiện ấn văn. 32. Khối xương chắc như móc khóa. 33. Lỗ chân lông tỏa ra mùi thơm. 34. Miệng tỏa ra mùi thơm tuyệt vời. 35. Lông mềm mại sạch sẽ. 36. Lông xoắn theo chiều bên phải. 37. Lông màu hồng. 38. Mạch máu sâu ẩn kín. 39. Không thấy đỉnh tướng. Chòm đỉnh đầu Phật ngẩng nhìn càng cao nên không thấy đỉnh. 40. Đầu rất nở nang. 41. Tóc xoăn đẹp, có hình những chữ thánh như chữ vạn, chữ kiết, tức cát, chữ đức.
42, tóc màu ngọc xanh đen. 43, tóc có hàng ngũ vén khéo, rất đều, không rối. 44, tóc có mùi thơm, sợi không cứng. 45, mặt và trán đối với nhau rất cân phân. 46, mắt rộng dài như cánh hoa sen xanh. 47, mắt sáng trong, vui. 48, lông mày như trăng non. 49, lông mày màu đen. 50, cặp lông mày đều nhau, cân phân đều đặn. 51, cặp lông mày trâu vào nhau. 52, mặt mũi thanh tình đầy đặn như vầng trăng tròn. 53, mũi cao, lỗ mũi không lộ. 54, dái tai rủ xuống. 55, hai gò má đầy đặn. 56, môi đỏ như quả tần bà. 57, mấy răng cửa thì bầu tròn. 58, mấy cái răng cửa trắng và sắc nhọn đằng đầu. 59, mấy cái răng cửa đều với nhau hết. 60, lưỡi màu đỏ hồng. 61, lưỡi mềm. 62, bụng thon. 63, bụng chẳng lộ. 64, bụng hình cây cung. 65, rốn đều. 66, rốn sâu tròn đẹp. 67, tay chân trắng đỏ như màu hoa sen. 68, tay chân tròn trịa. 69, tay chân sáng bóng. 70, tay chân mịn màng. 71, tay chân rất cân phân với nhau. 72, tay chân mềm mại sạch sẽ. 73, cánh tay dài. 74, ngón tay tròn thon nhỏ. 75, móng như màu đồng đỏ, móng và láng bóng. 76, vân tay sáng thẳng. 77, vân tay dài không dứt. 78, xương đầu gối rắn chắc tròn đẹp. 79, mắt cá ẩn sâu. 80, gót chân rộng rãi.